Hiếu Minh Auto xin mến chào để các bác, các anh em yêu âm thanh nhé. Thì trong một dàn karaoke hiện đại gồm những thiết bị gì thì chúng ta thường sắm, đó là đầu tiên đó là một chiếc cục đẩy công suất kết hợp với một chiếc vang số, hoặc là nhiều bác trước đây đã sắm những chiếc âm ly. Thì bây giờ muốn cải thiện cái dàn karaoke thì đầu tiên chúng ta sẽ sắm chiếc vang số hoặc vang cơ các bác nhé, để cải thiện. Tiếp tục thì chúng ta lắp ghép thêm đó là những chiếc lọc xì hay lọc âm thanh. Lọc âm thanh có tác dụng gì? Đó là lọc nhạc. Lọc nhạc trong cái nghĩa ở đây tức là tăng cường các giải còn thiếu, chưa đủ của dàn karaoke. Thì hiện tại thì chúng ta có rất nhiều loại loa khác nhau. Mỗi loại loa thì nó nhiều bát, nhiều chép hoặc nhiều chung, hoặc có thể thiếu bát, thiếu chép, thiếu chung, tùy dòng loa khác nhau. Thì chính các chiếc lọc âm thanh này nó sẽ bổ sung cho chúng ta cái dàn karaoke, bổ sung vào các khoảng còn thiếu hoặc là cắt bớt khoảng thừa của loa để làm sao cho cái tiếng âm của chúng ta ra nó hoàn hảo hơn và chúng ta thấy hài lòng hơn với dàn karaoke của mình. Thì cái nhiệm vụ của chiếc lọc xì là lọc âm thanh nó là như thế các bác nhé, tức là cắt đi hoặc tăng cường các giải bát trung chép còn thiếu đấy. Hiện tại thì có rất nhiều người mua thêm, đó là nếu có điều kiện thì sẽ sắm thêm một chiếc máy nâng tiếng. Thì hiện tại trước mặt Hiếu Minh đây là chiếc máy nâng tiếng có tên là Lux Sonic Solution SE1002. Đây là một chiếc máy nâng tiếng, giá cả cũng rất là phù hợp và bình dân với tất cả mọi người. Thưa các bác, tất cả mọi người, đây là một thiết bị không quá đắt tiền, nhưng thực sự là nếu muốn chơi thêm cho nó hay thêm thì mới chơi, còn nếu không cần thiết thì bộ dàn karaoke của chúng ta cũng đã tương đối hoàn thiện rồi. Thì tác dụng của lọc âm thanh như các bác đã biết, đó là tăng cường và cắt bớt giải bát trung chép thừa thiếu đi. Thì tác dụng của máy nâng tiếng là gì? Ngay trong cái chữ nâng tiếng nó đã bao gồm cái chức năng của nó, đó là nâng lên cái giọng ca của chúng ta. Trong hát karaoke, cái giọng ca chúng ta rất quan trọng. Thì tác dụng của cái máy nâng tiếng này đó là nâng giọng ca. Nếu chúng ta tinh chỉnh đúng, tác dụng nó nâng cái phần giọng ca rất nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta không tinh chỉnh đúng thì nó thường đi ngược tác dụng, đó là gây rú rít cho bộ dàn karaoke. Vì vậy, sự phối hợp giữa các thiết bị làm sao cho chuẩn và tăng cường độ hay của nó là cả một vấn đề mà chúng ta cần phải học hỏi nhiều hơn mới có thể phối ghép chuẩn được. Thì trong cái clip này thì Hiếu Minh Auto nói thêm cái tác dụng của chiếc máy nâng tiếng, đó là tăng sau khi chiếc lọc âm thanh tăng các giải bát trung chép hoặc cắt đi các giải cho âm thanh chúng ta phù hợp hơn, thêm hay hơn, thì chiếc máy nâng tiếng này nó có một tác dụng nữa, đó là làm cho các giải âm thanh của chúng ta chắc hơn, tức là nâng lên nó làm cho tiếng nó chắc hơn. Và nếu có phần chúng ta chỉnh phần chép nó chuẩn thì tiếng chép nó hay, nó rất là tí tách nhưng không bị xé tiếng. Nếu các bác nào không biết chỉnh phần chép này, đưa nhiều chép quá tiếng của nó xé là mất hay quá nhá, nhưng chỉnh chuẩn thì tiếng của nó rất sáng. Phần chung của nó chỉnh chuẩn thì tiếng rất sáng và âm thanh cũng nghe rất hay và chuẩn, cũng như trong vừa trong ca nhạc cũng vừa như trong karaoke. Thì còn phần bát của nó chắc chắn là khi có nâng tiếng lên thì lực hơn rất là nhiều các bác nhé. Thì bây giờ em xin test một đoạn nhạc để anh em chúng ta cùng tham khảo lại và đánh giá. Thực chất thì đối với chiếc máy nâng tiếng này thì có rất nhiều đơn vị bán audio đã giới thiệu cho các bác về chức năng của chiếc máy nâng tiếng. Nhưng thực ra để chiếc máy nâng tiếng này phát huy hết hiệu quả thì các bác cần một sự tinh chỉnh tốt, một đôi tai nghe tốt và một kinh nghiệm tinh chỉnh hay thì nó mới phát huy hết hiệu quả của nó. Còn nếu mà các bác không tinh chỉnh tốt thì nó chỉ phát huy về ca nhạc thôi. Còn nếu về karaoke thì chúng ta cần tinh chỉnh sâu hơn để tiếng chép của nó hay. Thì chúng ta không nên tăng cường quá tiếng của nó lên 50%, mà chúng ta chỉ giảm làm sao chỉ cần đưa nó tăng thêm 10, 20, 30, 40% tùy chức năng, tùy bộ dàn của các bác làm sao cho hợp lý. Khi phối hợp với cái máy nâng tiếng này làm cho giọng ca của chúng ta sáng hơn rất là nhiều nhé. Chức năng của chiếc máy nâng tiếng này cực kỳ tốt và lợi hại trong dàn karaoke. Thì trong cái bài khuôn khổ bài này thì em chỉ test
qua những cái bạn qua một đoạn nhạc để các bác anh em cùng thưởng thức nhé. Đây là âm thanh khi chưa qua lọc xử lý. Em để âm lượng rất là nhỏ thôi nhá. Nghe như vừa đủ nhưng mà khi chưa được lọc xử lý, chúng ta dùng lọc xử lý này. Tại máy nâng tiếng kia làm việc quá nhá. Tăng cường máy nâng tiếng này. Chúng ta căng hết đi quá nhá. Chiếc máy nâng tiếng Lux SE 1200 này ngoài khả năng làm sáng cái tiếng nhạc, sáng tiếng hát ở hai loa thì nó còn có một bộ phận nữa là bộ phận cắt trầm các bác nhá, cắt trầm tức là cắt súp. Nó có bộ phận là cắt tần số súp. Với những tiếng mà súp mà hay thì chúng ta để tần số thấp thôi. Ở đây nó biến động từ 100 đến 250, nhưng mà tiếng trầm súp hay thì chúng ta chỉ để khoảng 100 thôi các bác nhá, 100-150. Và đây là cường độ của nó tăng cường giảm. Khi chúng ta đấu trực tiếp vào vang số hoặc vang cơ thì tiếng trầm của nó phát huy ra, nhưng mà cái lực của nó không quá lực, không được lực lắm. Thì chính chiếc máy nâng tiếng này sẽ làm cho các bác tiếng trầm, tiếng súp hơi của bác hoặc là tiếng súp điện của bác lực hơn rất nhiều. Đấy, tác dụng của cái phần này các bác nhé. Thì hiện tại với chiếc máy nâng tiếng này thì bên Hiếu Vinh chỉ bán với giá 1.3 triệu bao ship toàn quốc các bác, bảo hành 1 năm coi nhé. Chiếc máy rất là đẹp. Thì chúng ta cùng lắng nghe tiếp một đoạn nhạc nhé. Đây là lọc chưa làm việc cũng như là nâng tiếng chưa làm việc. Nâng tiếng làm việc ở nút đây sẽ đỏ này, nút đây đỏ, nút này sẽ làm việc này. Đấy các bạn nghe, tiếng bass rất là chắc chưa? Ca khúc của Tuấn Vũ anh nhé. Chúng ta cùng lắng nghe. Ngoài ô tôi có nhà tranh, tuy bé nhưng thật minh tháng ngày sống. Sống trong đầu xa, quên gấm những đại trang đi về xe đón. Đêm đêm dưới ánh trăng vàng, tôi mới thấy nào âm thầm thở than. Và cô hàng bên xóm mỗi lúc lên đèn sang. Chúng ta cùng thưởng thức một đoạn nhạc khác thôi nhé. Để cùng cảm nhận rõ cái độ chất khi có nâng tiếng vào. Đấy, không dùng nâng tiếng. Đấy, dùng tiếng tách.
Thì trong clip này Hiếu Minh chỉ muốn nói về tác dụng của chiếc máy nâng tiếng khi kết hợp với chiếc lọc xì. Thì hiện tại trên thị trường có rất nhiều chiếc máy nâng tiếng khác nhau, như máy nâng tiếng DBX AX3000, máy nâng tiếng B3, rồi chiếc Idol IP100 hàng chính hãng, rồi những chiếc Idol IP100 hàng nhái Trung Quốc, rồi máy CB300, 200 đều có những tác dụng rất là tốt của nó. Mỗi cái có một cái thế mạnh riêng. Thì trong cái bài này thì em giới thiệu chiếc máy nâng tiếng lắc SE1200. Đấy bác nhá, máy lắc SE1200. Đây nguyên bản hộp của nó đây, với giá 1.300.000 bao ship. Các bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với cửa hàng Hiếu Minh Audio ở số 451 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ là 0919182233. Hiếu Minh Audio xin mến chào và hẹn gặp lại các bác. Xin hẹn gặp lại các bác trong clip sau. Xin thân ái và chào tạm biệt.